Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 46 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoa Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Bỗng thấy Uyển Nhi nói nhỏ vào tai Thẩm Mộc Phong mấy câu. Thẩm Mộc Phong lập tức biến đổi sắc mặt, đứng thẳng người lên hỏi: "Thật thế ư?" Uyển Nhi thều thào đáp: "Tiểu nữ nói nhiều mệt lắm rồi, Thẩm bá bá không tin thì tiểu nữ cũng chẳng biết làm thế nào được." Thẩm Mộc Phong mắt lộ sát khí nói: "Con tiểu nha đầu kia, ta muốn phanh thây ngươi làm muôn đoạn trước." Uyển Nhi mỉm cười hỏi: "Tiểu sự bất nhẫn, tất loạn đại mưu. Liệu Thẩm bá bá có dám hạ sát một đứa con gái yếu ớt chẳng hiểu chút võ công nào không?" Thẩm Mộc Phong nét mặt dần dần tan hết sát khí, chậm rãi nói: "Nếu ta theo lời ngươi triệt thoái hết đoàn hắc y võ sĩ bao vây bốn mặt thì sao?" Uyển Nhi đáp: "Dĩ nhiên tiểu nữ cũng y lời giao ước mà hành động." Thẩm Mộc Phong hỏi: "Bây giờ ta phải làm gì?" Uyển Nhi đáp: "Thẩm bá bá hãy tha hết cho bọn họ đi, tiểu nữ ở lại đây làm con tin." Quần hào không hiểu hai người đã nói với nhau những gì, nhưng nghe thấy Thẩm Mộc Phong ưng lời giải tán đám võ sĩ áo đen thì kinh ngạc vô cùng. Thẩm Mộc Phong nói: "Hay lắm, chúng ta cứ nhất định như vậy đi." Rồi hắn giơ tay lên hô: "Hãy mở đường cho họ." Hắc y võ sĩ bốn mặt dạ ra một tiếng rồi lùi lại. Cả bốn mặt đông tây nam bắc đều để hở một lối đi. Thẩm Mộc Phong tuyên bố: "Bốn mặt đều hở lối rồi đó, tùy các vị muốn đi lối nào cũng được." Uyển Nhi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Tiêu lang, xin Tiêu lang nghe tiểu nữ một lời được chăng?" Tiêu Lĩnh Vũ buồn rầu đáp: "Uyển cô nương muốn sai bảo điều gì xin cứ nói ra." Uyển Nhi nói: "Tiêu lang đưa song thân cùng quần hào đi thẳng về hướng chính nam." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Còn cô nương thì sao?" Uyển Nhi đáp: "Tiểu muội ở lại đây làm con tin." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Không được, tiểu mỗ đường đường tấm thân nam tử có lý đâu lại chịu thế. Chẳng thà đêm nay quyết một trận tử chiến, dù có phải vùi xương nơi hoang dã cũng đành, chứ chẳng thể nghe lời cô nương được đâu." Uyển Nhi thở dài hỏi: "Đại hiệp khí phách anh hùng, tử chiến ở đây cũng không sao. Nhưng đại hiệp nỡ để hai vị lão nhân ra cùng chết với đại hiệp được ư?" Tiêu Lĩnh Vũ ngẩn người không biết nói sao. Độc thủ Dược Vương đột nhiên chắp tay hỏi: "Thẩm huynh, tiểu đệ nguyện ở lại làm con tin, xin thẩm huynh buông tha cho tiểu nữ." Thẩm Mộc Phong vẻ mặt trầm trọng, thủng thẳng đáp: "Dược Vương ở lại cũng bằng vô dụng." Uyển Nhi nói: "Gia gia ơi, bây giờ Hải Nhi đứng bên Thẩm bá bá, bá bá muốn giết Hải Nhi thì chỉ cần cắt tay một cái là xong, gia gia muốn cứu mạng Hải Nhi cũng không được nào." Độc thủ Dược Vương hỏi: "Hai tử, ai bảo ngươi tự đưa mình vào miệng cọp?" Uyển Nhi đáp: "Hải Nhi đã vào miệng cọp thì nói gì cũng bằng vô ích." Đột nhiên cô mỉm cười nói tiếp: "Nhưng Hải Nhi tin rằng Thẩm bá bá quyết không ra hại Hải Nhi đâu." Cô đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi: "Có phải vậy không bá bá?" Thẩm Mộc Phong hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Hễ ngươi không gạt ta thì dĩ nhiên ta không giết ngươi." Uyển Nhi giơ tay áo lên lau mồ hôi rồi rục: "Các vị đã nghe rõ rồi, sao còn chưa chạy đi, còn đợi đến bao giờ nữa?" Tiêu Lĩnh Vũ nghiến răng nhìn độc thủ Dược Vương và Trung Châu Nhị Cổ nói: "Xin các vị đưa song thân tiêu mỗ chạy trước, tiêu mỗ ở lại đây bầu bạn với Uyển cô nương." Trong lúc cường địch bao vây, chỉ nháy mắt có thể giết người, vậy mà một cô gái yếu đuối bệnh hoạn vẫn ung dung trấn tĩnh phi thường. Cô giơ tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, cười nói: "Như thế cũng may, Thẩm bá bá tuy là người thâm hiểm tàn ác, nhưng cũng là một nhân vật thông minh hơn đời, biết cân nhắc hai mối hại, chịu đựng mối nào nhẹ hơn. Y không chịu giết chúng ta cho hả giận trong lúc nhất thời, để làm hư công cuộc mưu đồ bá nghiệp trên chốn giang hồ."
Cô đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi: "Thẩm bá bá, văn bối nói vậy có đúng không?" Thẩm Mộc Phong hắng giọng rồi đáp: "Hãy tạm kể là đúng đi." Uyển Nhi mỉm cười ngó Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Đại hiệp, dục họ đi mau lên." Tôn Bất Tà cười ha hả ngắt lời: "Tiêu huynh đệ, lần trước chúng ta ở Bách Hoa Sơn Trang chiến đấu với mấy trăm võ sĩ được một phen sung sướng mê ly, suốt đời Lão Khiếu Hóa không quên được. Bữa nay tấm kịch cũ tái diễn, chẳng lẽ Lão Khiếu Hóa bỏ đi mà không ở lại chịu đựng với Tiêu huynh đệ?" Uyển Nhi lắc đầu nói: "Không được, các vị nên đi hết thì bọn tiểu nữ mới thêm hy vọng sống sót. Một mình Tiêu Lĩnh Vũ ở lại là đủ rồi." Cô lại dục Kim Lan, Ngọc Lan: "Hai tỷ tỷ cũng đi ngay đi." Quần Hào nhận thấy cô nói cũng có lý, không phản đối vào đâu được. Trung Châu Nhị Cổ hành động trước tiên, hai người đỡ Tiêu đại nhân đi về phía nam. Ngọc Lan đỡ Tiêu phu nhân đi theo Trung Châu Nhị Cổ. Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Huynh đệ, hãy bảo trọng tấm thân, Lão Khiêu Hóa đi trước một bước đây." Độc thủ Dược Vương vẫn đứng ỉ ra đương trường, không chịu hành động. Kim Lan cũng ngơ ngác đứng bên Uyển Nhi không biết theo ai. Uyển Nhi trong lòng nóng nảy cố gượng thét lên: "Gia Gia ơi, Gia Gia ở lại đây vị tất đã cứu được Hải Nhi. Nếu Gia Gia không chịu đi thì Hải Nhi xin chết trước mặt Gia Gia coi." Độc thủ Dược Vương xa đôi hàng lệ, uể oải nói: Hai tử trân trọng giữ mình." Uyển Nhi nhìn thẳng vào mặt Kim Lan dục: "Tế tế, mau đi theo gia phụ đi." Kim Lan nghiêng mình thi lễ nói: "Tiểu tỳ xin tuân mạng." Thị theo sau độc thủ Dược Vương chạy về hướng chính nam. Uyển Nhi dùng sức quá nhiều không chống được nữa, hai chân nhũn ra té xuống. Tiêu Lĩnh Vũ vội chạy ra đỡ lấy mình cô. Uyển Nhi thở phào một cái, cô thẹn thùng tựa mình vào Tiêu Lĩnh Vũ cười nói: "Tiểu muội nhớ là đã nói tên họ với Tiêu đại hiệp rồi." Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm trong bụng: "Lúc này mà cô còn nói chuyện vớ vẩn." Ngoài miệng chàng đáp: "Phải rồi." Uyển Nhi nói: "Đại hiệp còn nhớ không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Dĩ nhiên tại hạ nhớ lắm chứ." Uyển Nhi nói: "Đại hiệp thử nói nghe được chăng?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Cô nương là Nam Cung Ngọc có đúng thế không?" Uyển Nhi đáp: "Đúng rồi." Thẩm Mộc Phong đứng bên hai người chờ như tượng gỗ, cặp mắt chăm chú nhìn Quần Hào ra đi không nói nửa lời. Bây giờ hắn không nhìn được nữa, lạnh lùng cất tiếng: "Các vị có chuyện gì để lát nữa nói cũng chưa muộn. Lão Phu tuy là người nhẫn nại nhưng cũng chỉ đến một trình độ nào đó mà thôi." Tiêu Lĩnh Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Quần Hào đã đi mất hút, liền vỡn ngực ra hỏi: "Thẩm đại trang chúa, phải chăng đại trang chúa muốn cùng Tiêu Mỗ quyết một trận tử chiến?" Thẩm Mộc Phong toàn thân run bần bật, hiển nhiên hắn phẫn nộ đến cực điểm nhưng dáng nhẫn nại đáp: "Nếu Thẩm Mỗ muốn giết tam đệ thì đã không buông tha Lệnh Tôn cùng Lệnh Đường." Nam Cung Ngọc cười nói: "Tiểu nữ biết Thẩm bá bá rất thương xót tiểu nữ, quyết không ra hại bọn tiểu nữ đâu." Thẩm Mộc Phong dặn hắn một tiếng rồi đáp: "Con nhà đầu khả ố kia, đêm nay ta tha ngươi nhưng ngày sau quyết chẳng nhiêu dùng." Nam Cung Ngọc cười nói: "Việc tương lai để sau này hãng tính." Thẩm Mộc Phong ngắt lời: "Bây giờ bọn chúng đi rồi, ngươi đã hứa với Lão Phu chuyện gì thì thi hành đi." Nam Cung Ngọc đáp: "Thẩm bá bá làm chi vội thế, bọn họ chưa đi xa đâu." Thẩm Mộc Phong hỏi: "Ngươi còn muốn ta đợi đến bao giờ?" Nam Cung Ngọc hỏi lại: "Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm được chăng?" Thẩm Mộc Phong đáp: "Như vậy lâu quá." Nam Cung Ngọc nói: "Thôi được, thế thì Thẩm bá bá chờ trong thời gian chừng uống cạn tuần trà." Thẩm Mộc Phong không làm sao được, đành buông tiếng cười lạt không nói gì nữa. Tiêu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ tự hỏi: "Xem chừng cô gái yếu ớt gió thổi bay này quả nhiên kiềm chế được Thẩm Mộc Phong, nhưng không hiểu cô dùng biện pháp gì mà hiệu nghiệm như vậy." Chàng muốn hỏi nhưng lại e cô không tiện nói ra nên đành ôm mối hoài nghi trong dạ. Nam Cung Ngọc vẫn giữ thái độ hào sảng, tuyệt không lộ vẻ gì sợ hãi. Cô quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vũ cười nói: "Thẩm đại trang chúa đã quyết tâm muốn bắt Lệnh Tôn và Lệnh Đường về Bách Hoa Sơn Trang. Bây giờ lão nhân gia không thỏa mãn
chắc trong lòng phẫn nộ vô cùng. Tiêu Lĩnh Vũ bụng bảo dạ, trước tình trạng này nguy hiểm muôn phần, Thẩm Mộc Phong chưa ra tay hạ sát ta đã là quá lắm rồi, chẳng lẽ cô còn muốn chọc giận để hắn hạ thủ ư? Hai bên đứng gần nhau thế này, nếu hắn đột nhiên ra tay, e rằng ta muốn cứu cũng không được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng thản nhiên đáp, cô nương nói phải lắm. Nam Cung Ngọc mỉm cười nói, nhưng Thẩm Bá Bá là người đại trí, đại dũng, quyết không vì việc nhỏ mà làm hư việc lớn. Đại trang chúa mà giết chúng ta là làm hư hại sự bá chủ giang hồ. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng không hiểu cô có ý gì, đành hàm hồ đáp, đúng thế. Nam Cung Ngọc cười lớn, trước nay tiểu muội vẫn kêu Thẩm đại trang chúa bằng Thẩm Bá Bá, nhưng hiện giờ lão nhân gia đã cùng gia phụ vạch đất tuyệt giao, tiểu muội hết đường kêu lão nhân gia bằng Bá Bá rồi. Thẩm Mộc Phong quả là tay kiêu hùng, bất luận Nam Cung Ngọc giở trò giọng trào phúng thế nào, thủy chung hắn vẫn không nói nửa lời, vẻ mặt lạnh lùng đứng chờ như tượng gỗ. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thẩm Mộc Phong bỗng lên tiếng, cô nương đã đến giờ rồi đó. Nam Cung Ngọc mỉm cười nhắc lại, đến lúc rồi. Thẩm Mộc Phong nói, vậy cô hứa với lão phu điều gì thì bây giờ hãy thực hiện đi. Nam Cung Ngọc đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp, cái đó ừ, Thẩm đại trang chúa hãy giải tán đám hắc y võ sĩ đi, để khi tiểu nữ giao cái đó xong là có thể chạy trốn ngay tức khắc. Thẩm Mộc Phong chuyển động mục quang, trầm ngâm không nói gì. Nam Cung Ngọc mỉm cười nói, Thẩm đại trang chúa đừng lo là tiểu nữ có ý niệm không tốt, tiểu nữ đã chia đồ án đó thành mấy mảnh giấu ở nhiều nơi, đại trang chúa có giết tiểu nữ thì có tìm được một bộ phận cũng chẳng thể nào đem ra đối chứng được. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói, không ngờ ngươi lại đưa nhiều điều kiện như vậy. Nam Cung Ngọc nói, Thẩm đại trang chúa đã nhận lời không ra hại bọn tiểu nữ thì rút lui đám hắc y võ sĩ cũng chẳng mất mát gì. Thẩm Mộc Phong hỏi, nhưng lấy gì đảm bảo là cô nương không gạt ta? Nam Cung Ngọc đáp, tiểu nữ quyết không lừa gạt đại trang chúa, nhưng đại trang chúa cứ nghi kỵ hoài thì tiểu nữ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cô đưa đầy cặp mắt nhìn quanh rồi khẽ nói, đại trang chúa có nỗi lòng tàn độc, muốn giết hết thì cũng chỉ giết được một mình tiểu nữ là cùng. Tiêu đại hiệp nhất định có thể phá vòng vây chạy thoát, lúc này Thẩm đại trang chúa đang ở vào tình thế bất lợi thì tội gì không nhượng bộ thêm một bước. Thẩm Mộc Phong thở phào một cái rồi nói, con tiểu nha đầu kia, ngươi mà lừa gạt ta thì dù có chạy đến góc bể bên trời nào, ta cũng quyết bắt cho bằng được, để cho ngươi nếm mùi đau khổ nhất trần gian. Nam Cung Ngọc mỉm cười đáp, nếu tiểu nữ không lừa gạt đại trang chúa thì sao? Thẩm Mộc Phong đáp, lão phu sẽ đền đáp xứng đáng. Đoạn hắn giơ tay lên với một cái ra lệnh, bốn mặt đều triệt thoái. Võ sĩ áo đen tới tấp rút lui, chỉ trong khoảnh khắc chúng đã bỏ đi hết. Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói, cô nương, võ sĩ bốn bên đã rút lui cả rồi, thế là lão phu đã nhượng bộ đến cùng cực. Nam Cung Ngọc đưa mắt nhìn tám đại hán áo đỏ đứng sau Thẩm Mộc Phong, thủng thẳng nói, đại trang chúa đã triệt thoái hết bọn hắc y võ sĩ bao vây bốn mặt thì dĩ nhiên không cần lưu bọn đại hán áo hồng kia làm gì cả. Thẩm Mộc Phong chau mày đáp, cô nương đừng chọc giận lão phu nữa, lão phu có thể thay đổi lời hứa đó. Tiêu Lĩnh Vũ từ nãy tới giờ vẫn im lặng, đột nhiên xen vào, cơ hội ngăn cản Tiêu Mỗ mỗi lúc một ít dần, đại trang chúa không tin thì cứ thử coi. Nam Cung Ngọc cũng mỉm cười nói theo, trăm dặm đường đã đi được chín chục, còn chặng đường tối hậu sao đại trang chúa lại không thông qua, chẳng hóa ra tiền công hậu thoái ư? Thẩm Mộc Phong bỗng ngửa mặt lên trời cười rồi thốt, không ngờ Thẩm Mộc Phong này một đời anh hùng lại bị một con tiểu nha đầu yếu đuối bệnh hoạn dồn đến đường cùng. Nam Cung Ngọc mỉm cười đáp, đại trang chúa dạy quá lời. Thẩm Mộc Phong quay lại ngó bọn đại hán áo đỏ đứng sau ra lệnh, các người cũng lùi lại cả đi. Bọn đại hán áo đỏ đứng sau lưng Thẩm Mộc Phong chẳng nói năng gì, lặng lặng chờ gót lùi lại. Thẩm Mộc Phong ngó bọn đại hán áo đỏ mất hút vào bóng đêm rồi, thủng thẳng nói, cô nương còn điều kiện gì nữa không? Nam Cung Ngọc đáp, hết rồi.
Cô thò tay vào bọc lấy cái túi vải màu vàng ra nói: "Thực tình thì đồ án này đầy đủ hoàn toàn, không khiếm khuyết. Tiểu nữ vẫn cất trong túi áo. Bất luận đại trang chúa bắt sống hay giết chết đều có thể lấy được một cách dễ dàng." Thẩm Mộc Phong vươn tay ra, toàn chụp lấy cái túi vải vàng. Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vũ quát: "Hãy khoan!" Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi: "Tiểu huynh đệ muốn sao bây giờ?" Tiêu Lĩnh Vũ vùng trường kiếm ngăn chặn trước mặt Nam Cung Ngọc, chàng chậm rãi nói: "Dù đại trang chúa có nóng nảy đến đâu cũng chẳng vội gì trong nháy mắt." Chàng cúi mình xuống nói tiếp: "Xin Uyển cô nương hãy nằm phục lên lưng tại hạ trước." Nam Cung Ngọc mỉm cười theo lời nằm phục lên lưng Tiêu Lĩnh Vũ. Thẩm Mộc Phong đề tụ công lực muốn động thủ, nhưng lại nghĩ đến bản lãnh quỷ khốc thần sầu của Tiêu Lĩnh Vũ thì không khỏi sinh lòng đố kỵ. Hắn cho rằng đánh chết Nam Cung Ngọc chẳng khó khăn gì, nhưng bị Tiêu Lĩnh Vũ cướp mất đồ án thì thành rắc rối to. Thẩm Mộc Phong là người thâm trầm, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ mà sắc mặt vẫn trấn tĩnh như thường. Tiêu Lĩnh Vũ cõng Nam Cung Ngọc lên lưng rồi, tay trái chàng nắm lấy chiếc túi vải của Nam Cung Ngọc lạnh lùng hô: "Thẩm Mộc Phong, đón lấy!" Chàng giơ tay trái liệng túi vải sang bên. Thẩm Mộc Phong rung động hai vai, nhảy vọt về phía bên nhanh như chớp, chụp lấy chiếc túi vải. Lúc Tiêu Lĩnh Vũ liệng chiếc túi đi ra, đồng thời chàng vọt mình đi chạy thẳng về hướng nam. Thẩm Mộc Phong chụp được chiếc túi vải, quay đầu nhìn lại thì Tiêu Lĩnh Vũ đã cõng Nam Cung Ngọc chạy mất hút rồi. Hắn đứng nhìn về phía Tiêu Lĩnh Vũ vừa chạy đi, thở dài một cái rồi từ từ cất bước. Hắn thấy thần pháp của Tiêu Lĩnh Vũ mau lẹ tuyệt luôn, biết là có rượt theo cũng không kịp nữa nên không đuổi theo, nhưng trong lòng nảy ra ý chí cương cường muốn diệt trừ chàng. Tiêu Lĩnh Vũ cõng Nam Cung Ngọc chạy một mạch mười mấy dặm đường. Chàng quay đầu nhìn lại, không thấy Thẩm Mộc Phong rượt theo mới dừng lại hỏi: "Cô nương có cần nghỉ một chút không?" Nam Cung Ngọc từ từ mở mắt ra, hồn hển nói: "Tiêu đại hiệp chạy nhanh như vậy, tiểu muội bị gió lạnh quạt vào mặt, chút nữa chết cóng." Tiêu Lĩnh Vũ chợt nghĩ đến thân thể cô hư nhược mà phải gắng gượng chịu đựng trong khi chàng thi triển khinh công, biết là cô mệt lắm, liền nói: "Vì tình thế nguy hiểm, tại hạ cứ cắm đầu mà cõng cô nương chạy thục mạng, quên cả cô nương vừa khỏi trọng bệnh." Nam Cung Ngọc mỉm cười đáp: "Kể ra tiểu muội phải xỉu đi rồi mới phải." Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Nhưng may tại hạ dừng lại kịp thời." Nam Cung Ngọc lắc đầu đáp: "Không phải đâu, vì đại hiệp cõng tiểu muội, nếu tiểu muội xỉu đi thì không được hưởng khoảnh khắc ôn nhu trên lưng đại hiệp." Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngẩn không nói gì. Nam Cung Ngọc nở nụ cười thê lương hỏi: "Đại hiệp còn nhớ không, gia phụ đã bảo đem tiểu muội gả cho đại hiệp, nhưng đại hiệp kiên quyết chối từ." Tiêu Lĩnh Vũ buông tiếng thở dài não nuột đáp: "Nam Cung cô nương, việc đã qua rồi không nên nhắc lại, chúng ta hãy đi tìm Lệnh Tôn là việc cần kíp." Nam Cung Ngọc từ từ nhắm mắt lại không nói gì nữa. Dưới ánh sao thảm đạm, những giọt châu trong suốt từ hai khóe mắt cô nhỏ xuống. Tiêu Lĩnh Vũ muốn tìm lời khuyên giải, nhưng chàng nghĩ nói một lời lúc này là tăng thêm một phần phiền não, nên chàng lờ đi như không trông thấy. Đoạn chàng cõng Nam Cung Ngọc lên lưng, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tiêu Lĩnh Vũ đi chừng hơn một dặm, bỗng thấy hai bóng người chạy nhanh như điện chớp tiến lại. Chàng toan né tránh thì đã không kịp nữa. Tay trái chàng giữ Nam Cung Ngọc, tay phải chàng rút thanh trường kiếm phòng thủ. Hai bóng người chạy đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vũ đột nhiên dừng lại. Chính là Tôn Bất Tà và Độc Thủ Dược Vương. Độc Thủ Dược Vương thấy Tiêu Lĩnh Vũ cõng ái nữ trên lưng thì tựa hồ như cất được khối đá ngàn cân đeo trên ngực. Lão thở phào một cái rồi hỏi: "Tiêu đại hiệp, tiểu nữ có bị tổn thương gì không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Lệnh ái vẫn bình yên." Độc Thủ Dược Vương từ từ cất bước đến bên Nam Cung Ngọc khẽ hỏi: "Uyển Nhi, người vẫn bình yên đấy chứ?" Nam Cung Ngọc mở mắt ra nhìn lão đáp: "Hài Nhi không sao cả." Độc Thủ Dược Vương khác nào bắt được vật chí bảo. Lão đưa tay bồng con gái từ trên lưng Tiêu Lĩnh Vũ rồi hỏi: "Hai tử, ngươi dùng biện pháp gì đẩy lui được Thẩm Mộc Phong?" Nam Cung Ngọc dường như mệt nhọc quá chừng, cô thều thào đáp: "Gia gia ơi, hiện giờ Hài Nhi không còn đủ khí lực để nói chuyện nữa rồi." Độc Thủ Dược Vương vội nói: "Được rồi, đừng nói,
bất tất phải nói nữa. Con gái độc thủ dược vương vừa khỏi trọng bệnh đã có kế hoạch kinh người. Cặp mắt lão sáng lên, tỏ ra trong lòng rất khoan khoái, lại vô cùng xúc động. Tiểu lĩnh vụ cũng tán dương tài năng và lòng dũng cảm của lệnh ái, làm bọn mày dâu phải hổ thẹn, tài hạ rất lấy làm kính phục. Độc thủ dược vương miệng cười ha hả nói, câu này từ miệng Tiêu đại hiệp nói ra, dĩ nhiên lão phu rất tin cậy. Tôn Bất Tả cũng nóng ruột hỏi, cho đến bây giờ lão khiếu hóa vẫn chưa hiểu Nam Cung cô nương đã dùng biện pháp gì để đẩy lui được cường địch. Độc thủ dược vương đáp, dĩ nhiên là một kỳ mưu tuyệt diệu. Nguyên lão cũng chẳng biết con gái đã dùng cách gì khiến cho một nhân vật đại kiêu hùng nham hiểm tàn ác là Thẩm Mộc Phong triệt thoái võ sĩ bốn mặt nên mới đáp hàm hồ như vậy. Tôn Bất Tả nghĩ thầm trong bụng, con gái lão này mười mấy năm trời hôn mê ly bì, bây giờ đột nhiên tỉnh lại, đã có kỳ mưu lui được cường địch. Dĩ nhiên lão rất cao hứng, nhưng lão sung sướng như kẻ khùng, kẻ cũng hơi quá lố. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng lão hỏi Tiêu Lĩnh Vũ, Tiêu huynh đệ, huynh đệ có biết Nam Cung cô nương đẩy lui địch bằng cách nào không? Tiêu Lĩnh Vũ lắc đầu đáp, tài hạ cũng không rõ được tường tận, chỉ thấy Nam Cung cô nương trao cho Thẩm Mộc Phong một cái túi vải vàng. Tôn Bất Tả hỏi, Tiêu huynh đệ có biết trong cái túi đó chứa vật gì không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, dường như là một bản đồ án chi đó. Tôn Bất Tả hỏi, đồ án chi mà quan trọng vậy? Quan trọng hơn cả sinh mạng của bọn ta ư? Độc thủ dược vương đột nhiên xen vào, tiểu nữ đang lúc trọng bệnh, lấy đâu ra được đồ án đó? Vụ này mới thật là kỳ. Tôn Bất Tả lẩm bẩm, lão độc vật này thích người ta tán dương con gái lão thông minh, nhưng trong lúc tuổi già lão biết cải tà quy chính cũng là một sự rất may mắn. Chi bằng ta tán dương con gái lão mấy câu cho lão khoái tỉ, đồng thời để lão hiểu giữa bên chính bên tà có nhiều chỗ khác biệt. Lão liền mỉm cười nói, lệnh ái là người thông tuệ khác thường, những điều thần cơ diệu toán của cô thì chúng ta nghĩ ra làm sao được. Quả nhiên độc thủ dược vương sung sướng vô cùng. Lão cười rộ đáp, tôn huynh dạy quá lời, sau này tiểu nữ ra ngoài giang hồ, mong rằng tôn huynh chiếu cố thêm cho. Tôn Bất Tả đáp, cái đó là nhiệm vụ của lão khiếu hóa. Độc thủ dược vương lại nói, song thân của Tiêu đại hiệp hiện đang nóng lòng chờ ái tử, xin tôn huynh đưa Tiêu đại hiệp đi gặp hai vị lão nhân gia, lòng cha mẹ thương con, tiểu đệ hiểu quá rồi. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, còn lão tiền bối thì sao? Độc thủ dược vương đáp, lão phu xin tạm biệt các vị tại đây. Tôn Bất Tả hỏi, dược vương định đi đâu? Độc thủ dược vương đáp, tiểu nữ đã tài trí như vậy mà làm lỡ bước đường tương lai của y, há chẳng là một điều hối hận suốt đời. Lão phu đi kiếm một nơi hiu quạnh trốn rừng sâu hang thẳm, đem hết khả năng tìm dược vật chế linh đan để bồi bổ cho tiểu nữ. Lão phu hy vọng trong 3 năm sẽ đào tạo y trở thành một đóa kỳ hoa trong võ lâm. Tôn Bất Tả nói, việc tìm linh dược đâu phải là chuyện dễ dàng. Độc thủ dược vương ngắt lời, cái đó tôn huynh bất tất phải quan tâm. Trước đây tiểu đệ vì việc đi tìm linh dược cho tiểu nữ đã đi hầu khắp danh sơn thiên hạ, tuy chưa tìm được dược vật trị tuyệt chứng cho tiểu nữ, nhưng tiện tay đã hái được rất nhiều kỳ hoa dị thảo chứa vào một nơi bí mật. Lão ngửa mặt trông sao trên trời, thủng thẳng nói tiếp, tiểu đệ mong trị lành tuyệt chứng cho tiểu nữ, rồi sẽ dùng linh dược luyện thuốc để bồi bổ sức lực và truyền thụ võ công cho y bằng cách phá bỏ lệ thường. Ngõ hầu trong thời gian mấy năm sẽ thành tựu. Mộng tưởng này bây giờ tiểu đệ có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Tôn Bất Tả nói, dược vương đã có chuyện mưu đồ lớn lao, lão khiêu hóa cũng không tiện lưu lại nữa. Độc thủ dược vương nói, hậu nhật còn dài, ngày sau tái ngộ sẽ nói chuyện nhiều, tiểu đệ xin tạm biệt từ đây. Dứt lời, lão xoay mình vọt đi, đem ái nữ mất hút vào bóng đêm. Tôn Bất Tả nhìn theo bóng độc thủ dược vương, thở dài nói, lão này hành động tàn ác, không ngờ đối với nhi nữ lại từ ái như vậy. Tiêu Lĩnh Vũ nói, cổ nhân thường dạy, chỉ có con bất hiếu, ít khi gặp cha bất tử, thật là phải lắm. Tôn Bất Tả nói, Nam Cung cô nương đã đi rồi, chúng ta cũng thượng lộ thôi. Rồi lão cất bước đi trước. Tiêu Lĩnh Vũ dường như có điều chi cảnh giác,
Chàng quay lại ngó Tôn Bất Tà, định nói lại thôi, lặng lặng đi theo lão. Hai người chạy thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã được 4-5 dặm. Tôn Bất Tà dừng bước cúi xuống nhìn một lúc rồi rẽ vào trong đồng ruộng. Tiêu Lĩnh Vũ vẫn lặng lẽ chạy theo. Hai người đi chừng hơn một dặm nữa, đột nhiên trong bụi cỏ rậm trước mặt có tiếng quát hỏi. Ai? Tôn Bất Tà đáp. Lão Khiếu Hóa đây mà. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, Kim Toán Bản Thương Bát từ trong bụi cỏ nhảy vọt ra. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi ngay. Gia phụ và gia mẫu đâu? Thương Bát đáp. Tiểu đệ ở đây sợ không được an toàn, nên đã sai Đỗ Cửu cùng Ngọc Lan, Kim Lan đưa hai vị lão nhân ra đi trước. Tiểu đệ chờ các vị ở đây. Tiêu Lĩnh Vũ chau mày không nói gì. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Lực lượng của Đỗ Cửu và nhị tỷ quá đơn bạc. Không may mà gặp truy binh của Bách Hoa Sơn Trang thì làm thế nào? Thường Bát dường như nhìn thấy mối lo của chàng liền nói. Bọn họ đã có hai con hổ ngao dẫn đường, chắc là tránh được tai mắt của Bách Hoa Sơn Trang. Tôn Bất Tà hỏi, họ đã đi lâu chưa? Thường Bát đáp, mới trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm. Tôn Bất Tà nói, thế thì chúng ta mau mau rượt theo. Thường Bát nói, tiểu đệ xin dẫn đường. Rồi hắn co giò chạy về hướng đông nam. Ban đêm trời tối đen, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Tiêu Lĩnh Vũ chỉ sợ lạc hướng liền trầm giọng nói, thưa huynh đệ, chúng ta đừng chạy mau quá, lỡ lạc đường thì nguy. Thường Bát đáp, xin đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ đã tính toán cả rồi. Đi được chừng một dặm, đột nhiên một bóng đen nhảy tới nhanh như chớp. Tiêu Lĩnh Vũ vội ngấm ngầm đề khí, toàn phóng trưởng đánh ra. Bỗng thấy Thường Bát giang hai tay ra đón, bóng đen kia nhảy sổ vào lòng Thường Bát. Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra là một trong hai con hổ ngao. Tôn Bất Tà lịch duyệt phong phú, tuy lão không nhìn rõ cử động của con hổ ngao, nhưng thấy tình hình khác lạ, không nhìn được la lên. Đã xảy ra biến cố gì rồi? Mấy tiếng này như một đòn thiết chùy đánh thẳng vào trái tim Tiêu Lĩnh Vũ. Toàn thân run bần bật, chàng vội hỏi, thưa huynh đệ, phải chăng đã xảy ra biến cố? Thường Bát đáp, dường như có điều chi quái lạ, chúng ta phải đi mau lên một chút. Hắn vung tay một cái, đẩy con hổ ngao ra, rồi co cẳng chạy về phía trước. Bọn Tiêu Lĩnh Vũ chạy theo con hổ ngao. Mấy người khinh công chắc tuyệt, con hổ ngao cũng chạy nhanh như gió, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy được 7-8 dặm đường. Trong bóng đêm tối mò, mọi người bỗng nhìn thấy một ngọn động hồng trên cao, lại nghe tiếng sóng vỗ bị bõm. Mọi người nhìn lên thì thấy Đỗ Cửu đang dừng trên một cây cầu cao, hai tay đang huy động thiết bút, ngân khuyền chiến đấu ác liệt với một đại hán áo đen. Cây cầu này rộng không đầy 3 thước và kiến trúc đã lâu ngày. Người đứng chiến đấu trên đó khiến cây cầu đưa qua đưa lại, vang lên những tiếng cót két rất nguy hiểm. Phía sau đại hán áo đen, cách chừng 6-7 thước, một hán tử bé nhỏ gầy nhom cũng mặc áo đen, tay cầm một ngọn đèn hồng giơ cao lên. Dưới ánh đèn, thi thể hai đại hán áo đen nằm quay ra đó, chắc chúng bị Đỗ Cửu hạ sát rồi. Bên kia đầu cầu, bóng người chuyển động, thấp thoáng nhìn thấy một thần tượng cao lớn. Tiêu Lĩnh Vũ nói, người thần Phong Bang. Chàng vừa nói vừa hấp tấp chạy lên cầu. Tôn Bất Tà trầm giọng bảo chàng, Tiêu huynh đệ, cây cầu treo này xem chừng ọp ẹp lắm rồi, thêm người nữa đi lên e rằng nó không chịu nổi. Huynh đệ chớ nên hấp tấp, chúng ta đã đuổi tới nơi, chẳng sợ chi bọn chúng đông người, chi bằng hãy gọi cho Đỗ Cửu lui lại đã. Tiêu Lĩnh Vũ ngó tình thế rồi đáp, vị trí Đỗ huynh đệ chiếm giữ chỉ cách mặt đất chừng 1 trượng, thì dù cầu có sập y cũng kịp thời nhảy xuống đất. Thường Bát thò tay lấy chiếc bản tính ra nói, tiểu đệ lên tiếp ứng cho Đỗ lão tam, đại ca hãy đến ra mắt hai vị lão nhân ra. Hắn chạy lên cầu lớn tiếng hô, Đỗ lão tam hãy lùi lại nghỉ một lúc để tiểu huynh chống đỡ cho. Tiếng hắn quát rất lớn mà dường như Đỗ Cửu vẫn chưa nghe tiếng, vẫn huy động thiết bút tiếp tục chiến đấu. Thường Bát rất giàu kinh nghiệm giang hồ, hắn không thấy Đỗ Cửu trả lời, biết là tình hình có điều khác lạ, liền ngấm ngầm đề tụ chân khí xông về phía trước. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy bóng song thân cùng bọn Kim Lan đâu, trong lòng hồi hộp nghĩ thầm, nếu nhị tỷ bảo vệ hai vị lão nhân gia ẩn thân quanh đây thì phải xuất hiện rồi mới phải, sao lại chẳng thấy tâm tích đâu.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy bóng người chạy lẹ tới. Chàng vội hỏi: "Có phải Kim Lan đó không? Hai vị..." Chàng chưa dứt lời, Kim Lan đã chạy tới nơi. Cô nói ngay: "Lão gia cùng phu nhân đều bình yên vô sự, nhưng Ngọc Lan thì bị trọng thương. Tiểu tỳ phải đưa mọi người ẩn vào trong bụi cỏ. Đỗ nhị gia đã hạ sát 4 tên cường địch, e rằng y cũng đã bị thương rồi. Xin tướng công lên thay cho y." Tiểu lĩnh vụ quay lại ngó Tôn Bất Tả nói: "Xin lão tiền bối đi coi thương thế cho Ngọc Lan, vãn bối lên viện trợ cho thương huynh đệ cự địch." Tôn Bất Tả đáp: "Dưới cầu nước chảy xiết rất nguy hiểm, tiêu huynh đệ nên bảo vệ cây cầu." Tiểu lĩnh vụ ngắt lời: "Vãn bối hiểu rồi." Đoạn chàng cất bước lên cầu. Tôn Bất Tà nhìn Kim Lan nói: "Cô nương dẫn lão khiêu hóa đi coi thương thế cho Ngọc Lan cô nương." Kim Lan dạ một tiếng rồi trở gót dẫn đường. Tiểu lĩnh vụ vừa lên tới cầu thì Thương Bát đã xông tới thay thế cho Đỗ Cửu. Đỗ Cửu chân bước lảo đảo đi xuống, hắn còn cách Tiểu lĩnh vụ chừng 3 bước, chỉ kịp hô lên một tiếng "đại ca" rồi té xuống. Tiểu lĩnh vụ đưa tay ra rất mau đỡ lấy Đỗ Cửu, thì thấy trước ngực và chân trái hắn đều có vết đau thương, máu chảy ướt đẫm quần áo. Bất giác chàng buồn rầu trong dạ, trầm giọng nói: "Đỗ huynh đệ, hãy phấn khởi lên, tiểu huynh trợ lực bằng một hơi chân khí, đừng để ngất đi." Tay trái chàng đỡ lấy Đỗ Cửu, tay mặt đặt vào sau lưng hắn, một luồng chân khí qua tay chàng thấu vào người Đỗ Cửu. Bỗng nghe Đỗ Cửu thở phào một cái nói: "Đại ca ơi, bản lãnh tiểu đệ tầm thường, chút nữa không bảo vệ được cho hai vị lão nhân gia được an toàn, nhưng tiểu đệ đã tận tâm kiệt lực rồi." Hắn nói tới đây rồi nhắm mắt lại. Tiểu lĩnh vụ thở dài đáp: "Tiểu huynh rất lấy làm cảm kích." Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Thương thế của huynh đệ khá nặng, không tiện nói nhiều, hãy vận khí để tiếp nguồn chân lực của tiểu huynh. Trước hết cần trị cho khí huyết bình hòa lại đã, rồi tiểu huynh sẽ dịt thuốc buộc thương." Đỗ Cửu mặt vốn lạnh như tiền bỗng nở một nụ cười đáp: "Đa tạ đại ca." Tiểu lĩnh vụ nghĩ tới hắn là con người nghĩa khí ngất trời, lòng chàng vừa đau xót vừa cảm kích. Một mặt chàng thúc đẩy chân khí trợ lực trị thương, một mặt coi vết thương trước ngực và đùi bên trái của y. May mà những vết thương này chưa đụng đến gần cốt. Đỗ Cửu được luồng chân khí của tiểu lĩnh vụ quần quận chút vào đã cảm thấy đỡ mệt. Hắn dương mắt ngó lên, thấy tiểu lĩnh vụ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên chàng đã tốn rất nhiều hơi sức. Hắn nói: "Tiểu đệ được luồng chân khí của đại ca trợ giúp, bây giờ đã có thể tự vận khí điều thương, đại ca nên nghỉ đi một lúc." Đột nhiên có tiếng rú thê thảm vọng lại. Tiểu lĩnh vụ quay đầu nhìn ra, thấy đệ hắn áo đen chiến đấu với Thương Bát đã bị hắn đánh té nhào. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng, người đã rơi tỏm xuống sông. Tiểu lĩnh vụ thò tay vào bọc, lấy ra một gói thuốc giấu dịt vào vết thương cho Đỗ Cửu. Chàng xé áo buộc lại rồi bảo hắn: "Đỗ huynh đệ hãy điều dưỡng một lúc, tiểu huynh phải lên viện trợ cho thương huynh đệ." Chàng đứng dậy chạy lên cầu thì có hai tên chạy tới để tấn công Thương Bát. Thương Bát tay cầm kim toán bản vung lên để nghênh địch. Bỗng thấy tiểu lĩnh vụ thi triển khinh công bát bộ đăng không vượt qua đầu hắn. Lúc chàng hạ mình xuống thì đã vượt qua trước mặt Thương Bát 8 thước. Chàng quay lại bảo hắn: "Xin thương huynh đệ quay về chiếu cố cho Đỗ huynh đệ, để tiểu huynh cướp cầu mở đường." Thương Bát biết bản lĩnh của tiểu lĩnh vụ cao thâm hơn mình rất nhiều, liền dặn: "Đại ca nên cẩn thận một chút." Rồi xoay mình đi xuống. Tiểu lĩnh vụ đề khí xông về phía trước. Hán tử cầm đèn lồng thấy đồng bọn bị Thương Bát vung bản tính đánh rớt xuống nước, tự biết không địch nổi đã lùi lại rồi. Tiểu lĩnh vụ chạy rất lẹ, chỉ trước mắt đã đến trước mặt hán tử cầm đèn. Đại hán không kịp né tránh, vội đưa cây đèn sang tay trái, rút yêu đao ra cự địch, nhắm tiểu lĩnh vụ chém tới. Tiểu lĩnh vụ cười lạt, vùng kiếm lên đón. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, sắt thép đụng nhau, thanh yêu đao của gã bị gạt sang một bên. Tiểu lĩnh vụ vừa phóng kiếm, vừa tung hai chân đá theo thế liên hoàn. Hán tử tránh được chân trái chàng, nhưng lại bị chân phải đá trúng vào bụng. Cả người gã tung lên té xuống cầu. Cây đèn bị rớt xuống sông rồi, trên cầu tối sầm lại. Tiểu lĩnh vụ quát lên một tiếng, vùng kiếm tấn công liền.
đại hán đi trước dùng lưỡi khai sơn đao sống dày, thấy tiểu linh vù phóng kiếm đâm tới, liền vung đao lên gạt. Gã ỷ mình tí lực hơn người, lại sử dụng binh khí rất trầm trọng. Gã chắc mẩm thanh trường kiếm trong tay tiểu lĩnh vù không bị bay đi thì cũng bị hất sang một bên. Ngờ đâu tình hình đã ra ngoài sự tiên liệu của gã. Đao kiếm chạm nhau, dường như thanh trường kiếm của tiểu lĩnh vù có một luồng lực đạo vô hình bám chặt lấy lưỡi khai sơn đao. Thanh trường kiếm dính vào lưỡi đao rồi trượt đi rất mau. Ánh hào quang vừa lóe lên, đại hán cầm đao bật lên tiếng rú thê thảm. Cánh tay mặt của gã đã bị chặt đứt tới tận khuỷu. Tiểu lĩnh vù lại phóng trưởng đánh ra, ầm một tiếng, ngực đại hán người đó tung lên rồi rớt xuống sông. Tiểu lĩnh vù lại đưa chân trái móc lấy lưỡi khai sơn đao sống dày, không cho rớt xuống mặt cầu. Chàng cầm lấy dùng làm ám khí phóng tới đại hán phía sau. Đại hán này thấy đồng bọn đồng thủ với đối phương, chưa được hai chiêu đã bị hất xuống sông thì không khỏi sửng sốt. Gã còn đang ngơ ngác, thanh khai sơn đao đã bay tới trước ngực. Hai bên đứng cách nhau rất gần, mà luồng lực đạo ở thanh đao rất mãnh liệt. Đại hán hoang mang nhảy tránh sang một bên. Cây cầu này chật hẹp mà rung rinh không vững. Lúc gã tung mình né tránh, đầu đụng phải lan can nảy đom đóm mắt. Thanh khai sơn đao lướt qua, đem theo cánh tay trái đại hán. Tiểu lĩnh vu nhảy sổ lại, phóng chân đá văng gã ra ngoài cầu. Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu lĩnh vu đã đánh chết ba địch nhân. Chàng đề khí chạy về phía trước. Tiểu lĩnh vù sợ lúc cấp bách mà đối phương chặt gãy cây cầu, nếu truy binh của Bách Hoa Sơn Trang đuổi tới nơi thì khó lòng đối phó. Vì vậy chàng ra chiêu rất tàn độc, mong đánh một đòn thành công. Vì trong đêm tối đối phương không nhìn rõ tình hình cuộc đấu trên cầu, nên chúng chưa phái người lên tiếp viện. Tiểu lĩnh vù xông thẳng tới đầu cầu bên kia thì thấy hai đại hán cầm quỷ đầu đao đang nhìn lên cầu. Hiển nhiên chúng không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc mấy tên viện thủ đã bị chết về tay tiểu lĩnh vù. Tiểu lĩnh vù vùng trường kiếm bật ra thành một bông hoa kiếm lóe mắt đánh thẳng vào đại hán phía nam. Tay trái chàng phóng tu la chỉ lực tập kích đại hán mé bắc. Đại hán mé bắc còn chưa nhìn rõ tiểu lĩnh vù đã bị tu la chỉ lực đánh trúng huyệt huyền cơ. Hắn không kịp bật lên tiếng la đã ngã gục xuống cầu. Đại hán mé nam thấy luồng kiếm ảnh chụp xuống đầu, vội vung đao lên gạt, nhưng thanh đao đưa vào khoảng không. Hắn biết ngay là bất diệu, kiếm quang lướt qua đầu chém đứt một nửa phía sau gáy đại hán. Gã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống cầu. Tiểu lĩnh vù cất tay một cái, lại thu thập xong hai tên đại hán giữ cầu. Chàng tung mình nhảy vọt xuống chân cầu. Bỗng thấy hào quang lấp loáng, hai cây đèn hồng giơ cao lên soi sáng cả một vùng. Tiểu lĩnh vù thở phào một cái, ngẩng đầu trông lên thì thấy phía trước cách chừng bốn trượng đặt một pho tượng cao lớn, trông rất hùng dữ. Tám đại hán toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm, đứng thành một hàng ngăn chặn trước pho tượng. Bốn đại hán người cao lớn, toàn thân đầy lông đen, cởi trần, mặc quần đai, người chẳng ra người, vượn không ra vượn, chia ra đường hai bên thần tượng. Phía sau thần tượng lố nhố bóng người, dường như rất đông. Tiểu lĩnh vù cầm ngang thanh kiếm, lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Thần Phong Băng Chúa, băng chúa đã muốn dương danh trên chốn giang hồ, sao lại không chịu lộ chân tướng với người đời? Cái trò hí lộng quỷ thần này đừng mong dọa dẫm ai." Bỗng nghe thanh âm trong trẻo từ trong thần tượng phát ra: "Ngươi là ai mà dòng lưỡi khoác lác như vậy?" Tiểu lĩnh vù trao mày nghĩ thầm, thanh âm người này hiển nhiên là một phụ nhân, không ngờ một cô gái lại biết là một tòa thần tượng hung dữ khủng khiếp để ẩn mình vào bên trong. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng lạnh lùng đáp: "Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vù, một phụ nhân hí lộng quỷ thần như thế này kể ra cũng hiếm có. Nhưng pho tượng thần hung dữ này chỉ hăm dọa được những kẻ ngu phu ngu phụ mà thôi. Tôn giá đi mượn trò này để mưu đồ tranh bá võ lâm thì chẳng bỏ làm trò cười." Pho thần tượng hung dữ dường như bị những lời châm chọc của Tiêu Lĩnh Vù làm cho tức giận. Cặp mắt lớn bằng nắm tay đột nhiên phát ra những tia sáng rực, rồi thanh âm lạnh lùng cất lên: "Các người hãy lùi ra để ta thân hành đối phó với tiểu lĩnh vù." Tám đại hán áo đen cầm trường kiếm lùi lại ẩn mình sau thần tượng. Cả bốn quái nhân mình trần lông đen cũng lùi lại sau thần tượng. Mấy bữa nay tiểu lĩnh vù luôn gặp cường địch, bây giờ chàng đặc biệt chú ý đến bốn quái nhân mình trần trùng trục. Chàng thấy chúng cử động rất chậm chạp, những bắp thịt cánh tay nổi hẳn lên. Chàng biết sức lực bọn chúng rất ghê gớm,
nên ngấm ngầm để ý đề phòng. Lại nghe thanh âm ngọt ngào cất lên: "Mời Tiêu Lĩnh Vũ động thủ đi." Tiêu Lĩnh Vũ sửng sốt hỏi: "Tôn giá ẩn mình trong thần tượng thì chúng ta giao thủ bằng cách nào đây?" Thần tượng bật lên tiếng cười khanh khách đáp: "Thần tượng này là thần phong băng chúa, các hạ cứ động thủ đi." Tiêu Lĩnh Vũ đưa mắt ngó lại thần tượng, thấy toàn thân cao đến 2 trượng rưỡi, từ trên xuống dưới chỗ nào màu sắc cũng rực rỡ, chàng không biết đánh vào đâu liền hỏi: "Xin băng chúa hãy ra tay trước để tại hạ lãnh giáo." Chàng nghĩ thầm trong bụng: "Thị ẩn mình trong thần tượng, ta thử xem thị động thủ bằng cách nào đây." Bỗng nghe thần phong băng chúa nói: "Các hạ hãy coi chừng." Đột nhiên pho thần tượng há miệng rất rộng, phun ra một luồng bạch quang. Lúc này Tiêu Lĩnh Vũ đứng cách pho tượng thần chừng hơn 1 trượng, cảm thấy luồng bạch quang bay tới rất gấp, chàng vội vung kiếm ngăn chặn. Bỗng nghe đánh choang một tiếng như sắt thép chạm nhau, luồng bạch quang đẩy thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ trạch đi. Dưới ánh đèn lửa, chàng nhận ra đó là một thanh đoản kiếm dài chừng 1 thước. Thanh đoản kiếm xoay quanh một vòng rồi đột nhiên thu về trong miệng thần tượng. Tiêu Lĩnh Vũ cười lạt nói: "Thanh đoản kiếm của cô nương một đầu buộc dây nên phóng ra thu về theo ý muốn được, cái đó chẳng lấy chi làm quái dị." Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy những tiếng vù vù nổi lên. Pho thần tượng từ từ vươn cánh tay to tướng ra. Tiêu Lĩnh Vũ cầm trường kiếm để ngang trước ngực chờ đợi. Hai mắt chàng nhìn chằm chằm vào cánh tay của thần tượng đang từ từ cử động. Lại nghe thần phong băng chúa cất tiếng hỏi: "Tiêu Lĩnh Vũ, ngươi có dám tiến gần thêm 1 bước nữa không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp lại: "Sao lại không dám?" Chàng từ từ tiến về phía trước. Bỗng nghe Tôn Bất Tà dùng phép truyền âm nói: "Tiêu huynh đệ, đừng mắc lừa kế khích tướng của địch nhân." Một bóng người tà áo phấp phới nhảy tới. Người chưa tới nơi, trường lực đã phóng đánh binh một tiếng trúng ngay trước ngực pho thần tượng. Pho thần tượng cao lớn lảo đảo 2 cái nhưng vẫn đứng yên. Tôn Bất Tà tay mặt phóng 1 trường cách không, tay trái nắm lấy cổ tay Tiêu Lĩnh Vũ kéo lùi lại khẽ nói: "Lúc này là lúc nào mà huynh đệ còn nổi nóng với thị?" Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ tới song thân đang ở vào tình thế nguy hiểm liền đáp: "Lão tiền bối nói đúng, nhưng thị đứng cản đường mà không kiềm chế thị thì làm sao đi qua được." Tôn Bất Tà quay lại hỏi: "Sao không qua mé bên mà đi?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Phía sau thần tượng có rất nhiều cao thủ ẩn nấp, khi nào họ để mình đi qua một cách dễ dàng." Chàng hạ thấp giọng rồi nói tiếp: "Đỗ Cửu và Ngọc Lan bị thương khá nặng, hiện giờ y chưa thể tái chiến được. Gia phụ và gia mẫu đều không biết võ công, nếu không đẩy lùi bọn này e rằng khó lòng vượt qua khỏi cơn hiểm trở." Tôn Bất Tà nói: "Khi Lão Khiếu Hóa tái xuất giang hồ, được bọn đệ tử cái bang cho hay pho thần tượng của bang Thần Phong là do 12 tay thợ khéo đương thời phí mất 10 năm trời để chế tạo nên. Cách bố trí bên trong cực kỳ tinh xảo, chân tay thần tượng chuyển động đánh người được, mà còn có thể một lúc phóng ra 36 môn ám khí khác nhau. Nghe nói trong đó còn có khói độc, nước độc, ghê gớm vô cùng. Ai đến gần trong vòng 1 trượng thì bất luận võ công cao thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi." Tiêu Lĩnh Vũ nhíu cặp lông mày hỏi: "Nếu thế thì pho thần tượng này không ai đối phó được hay sao?" Tôn Bất Tà đáp: "Những lời đồn đại tuy có phần khoa trương nhưng cũng có phần đúng sự thực. Tỉ như họ bảo thần tượng quá ghê gớm là khoa trương, dù khoa trương nhưng cũng không xa sự thực là mấy. Tiêu huynh đệ là người quan hệ tới vận mệnh võ lâm, lại phải lo bảo vệ an toàn cho song thân, gặp trường hợp bắt buộc phải quyết đấu thì chẳng nói làm chi, bằng còn có thể tránh thì không nên mạo hiểm. Huống chi đối phương lại không lấy tấm thân bằng xương bằng thịt để tỷ đấu, mà chỉ dùng ám khí, nước độc thì hà tất mình phải liều mạng với họ." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Theo ý kiến lão tiền bối thì sao?" Tôn Bất Tà đáp: "Lão Khiêu Hóa nghĩ rằng chúng ta nên đi đường quanh để tránh mạo hiểm. Ta không tới gần trong vòng 1 trượng thì dù trong thần tượng có ám khí cũng khó lòng đả thương được chúng ta." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Dù theo ý của lão tiền bối thì văn bối vẫn phải ở lại đây cự địch. Lão tiền bối giục họ lên cầu lẹ lên." Tôn Bất Tà nói: "Không cần, lão Khiêu Hóa liên lạc bằng tín hiệu cũng được." Lão nói xong ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài. Tiêu Lĩnh Vũ lấy trong mình ra một nắm chế tiền khẽ nói: "Pho thần tượng này chế tạo rất tinh xảo, nhưng kích thước to lớn,
không thể tự di chuyển được. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách đối phó với mấy tên tùy tùng, đừng để cho chúng di động pho tượng là được. Tôn Bất Tà dặn, vì tình thế cấp bách, Tiêu huynh đệ bất tất phải e dè khi hạ thủ giết người. Nếu mình không dùng cách tiên phát chế nhân thì khó lòng kiềm chế nổi họ. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, lão tiền bối nói phải lắm. Chàng ngừng lại một chút rồi lớn tiếng hô, xin quý vị bang thần phong nghe đây, bọn tài hạ qua đường tới chốn này tuyệt không có ý định động thủ với các vị, nhưng nếu các vị bức bách tài hạ phải ra tay thì đừng trách tài hạ tàn ác. Thần phong băng chúa cười dịu giọng nói, các vị bàn bạc hàng nửa ngày té ra để nghiên cứu cách trốn chạy. Lại thấy pho thần tượng to lớn hung ác cúi cái đầu to tướng lắc lư từ từ di chuyển, hai luồng mục quang sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai người. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ nói, lão tiền bối nói quả không sai, pho thần tượng này quả nhiên tinh xảo. Thần phong băng chúa cười lạt nói tiếp, Tiểu Lĩnh Vũ, bản băng chúa đã nghe đại danh của các hạ mà sao bữa nay không dám cùng ta quyết đấu một trận sống mái. Tiểu Lĩnh Vũ đáp, chẳng phải là tại hạ sợ băng chúa, nhưng bên mình có việc trọng yếu, không thể chần chờ ở đây được. Ngày sau còn có cơ hội tái ngộ cùng băng chúa, tiểu mỗ sẽ xin lãnh giáo. Thần phong băng chúa hỏi, các hạ nói thật không? Tiểu Lĩnh Vũ đáp, dĩ nhiên là thật. Thần phong băng chúa bỗng lớn tiếng hô, để cho y đi, không được cản trở. Diễn biến này không những ra ngoài tiên liệu của Tiêu Lĩnh Vũ, mà cả đến những người biết nhiều hiểu rộng, lịch duyệt giang hồ như Tôn Bất Tà cũng phải bâng khuâng kinh ngạc. Bỗng thấy bốn quái nhân mình trần khiêng pho tượng cao lớn lùi lại ba trượng để nhường đại lộ. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ nói, lão tiền bối Kiến Văn Quảng Bác có hiểu vụ này không? Tôn Bất Tà đáp, nghe thanh âm trong thần tượng thì nhất định thần phong băng chúa là một thiếu nữ. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, cái đó thì chắc rồi. Tôn Bất Tà nói, nếu vậy lão khiêu hóa e rằng y là loại người... Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời, loại người như thế nào? Tôn Bất Tà đáp, loại đàn bà con gái hành động thế nào lão khiêu hóa khó mà đoán chúng được. Hai người đang nói chuyện, Thường Bát đã dẫn vợ chồng Tiêu Đại Nhân cùng Đỗ Cửu, Kim Lan, Ngọc Lan qua cầu. Hai con hổ ngao cũng theo Thường Bát. Thường Bát khẽ nói, đại ca, có nên phá gãy cây cầu này đi không? Trước khi tiểu đệ qua cầu, đã thấy hai ánh hỏa quang bay vọt lên không? Đó có thể là truy binh của Bách Hoa Sơn Trang. Tiểu Lĩnh Vũ chau mày nói, các vị đi lẹ lên, hay hơn hết là lựa đường nhỏ mà chạy. Ngoài ra còn việc gì đã có tiểu huynh cùng Tôn lão tiền bối đối phó? Thần phong bang đã nhường lối, nhưng khó mà lường được họ có thể biến cải chủ ý hay không. Thường Bát không dám nhiều lời, cõng Tiêu phu nhân dìu Đỗ Cửu đi trước, Kim Lan dìu Ngọc Lan và cõng Tiêu phu nhân lật đật chạy theo sau. Tiêu Lĩnh Vũ thấy song thần cực nhọc với mình, bất giác đau lòng xa lệ. Thần phong băng chúa dường như thủ tín, quả nhiên không ra tay ngăn cản. Tiêu Lĩnh Vũ thấy bọn Thương Bát đi xa rồi, khẽ bảo Tôn Bất Tà, lão tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Tôn Bất Tà nói, Tiêu huynh đệ hô thần phong băng chúa báo cho y hay. Tiêu Lĩnh Vũ buồn rầu đáp, coi tình hình bữa nay thì nếu thần phong băng chúa hạ lệnh động thổ thì tại hạ e rằng song thân cùng Đỗ Cửu, Ngọc Lan đã bị thương khó lòng đi qua được. Nếu mình phải đả thương người thần phong bang, trong lòng cũng áy náy. Chàng liền chắp tay lớn tiếng, mối thịnh tình băng chúa đã dành cho Tiêu mỗ xin ghi lòng tạc dạ, sau này có ngày báo đáp. Trong pho thần tượng có tiếng ngọt ngào vọng ra, các hạ bất tất phải tạ ơn, mau đi lẹ đi. Tôn Bất Tà nói, chúng ta đi thôi. Lão kéo Tiêu Lĩnh Vũ song song chạy đi. Hai người khinh công trác tuyệt, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Thương Bát. Tôn Bất Tà thở phào một tiếng nói, Tiêu huynh đệ, lão khiêu hóa nghe khẩu khí của thần phong băng chúa thì có vẻ chẳng có ý gì thù địch với mình. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, vãn bối cũng không nghĩ ra tại sao họ lại đổi thù ra bạn với mình. Tôn Bất Tà nói, lòng dạ đàn bà thật khó hiểu, chúng ta không đoán được đâu, còn một việc trọng yếu không hiểu huynh đệ xử trí ra sao. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, việc gì vậy? Tôn Bất Tà đi thong thả lại đáp, hiện nay oai danh của huynh đệ ngày một lên cao mà gây thù oán cũng nhiều.
Thẩm Mộc Phong coi huynh đệ như cái gai trước mắt. Bách Hoa Sơn Trang người nhiều thế mạnh, e rằng đã vượt lên các môn phái lớn. Huynh đệ tự nhiên biến thành lãnh tụ của bọn nghĩa hiệp đồng đạo. Cứ tình thế này thì muốn thôi cũng không được nữa. Giang hồ đang đi vào cuộc rối loạn phức tạp, e rằng trong 5-3 năm nữa cũng chưa yên ổn lại được đâu. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão Khiêu Hóa khuyên huynh đệ nên gánh vác lấy trọng trách. Dĩ nhiên Lão Khiêu Hóa xin đem hết sức ra trợ giúp cho huynh đệ đến chết mới thôi. Hiện nay Lệnh Tôn cùng Lệnh Đường là một mối lo rất lớn. Họ chỉ mong kiềm chế được hai vị lão nhân ra để buộc huynh đệ phải khuất phục để người thu dụng. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài không nói gì. Tôn Bất Tả nói tiếp. Việc cần kíp hiện nay là phải tìm một nơi an toàn và bí mật để an trí Lệnh Tôn cùng Lệnh Đường ẩn cư thì huynh đệ mới yên tâm đối phó với cường địch. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi. Lão tiền bối nói đúng lắm, nhưng biết tìm đâu được nơi an toàn. Tôn Bất Tả đáp. Tổng đà cái bang là nơi yên ổn hơn hết, nhưng chỉ sợ hai vị lão nhân gia suốt ngày phải sinh hoạt với bọn Khiếu Hóa thì không khỏi có điều khó chịu. Tiểu Lĩnh Vũ nói. Tổng đà quý bang tuy phòng vệ thâm nghiêm, nhưng cũng đã có tai mắt của Thẩm Mộc Phong. Gia phụ và gia mẫu tới đó ẩn cư thì e rằng tin này sẽ tới tai Thẩm Mộc Phong ngay thôi. Tôn Bất Tả hỏi. Thật thế ư? Tiểu Lĩnh Vũ đáp. Tại hạ đoán chắc như vậy. Chẳng những ở quý bang có tai mắt của Thẩm Mộc Phong, mà trong tất cả các môn phái lớn hắn đều bố trí người đến nằm vùng, kể cả trong Thần Phong bang. Tôn Bất Tả nói. Bọn Khiếu Hóa cái bang của Lão Khiếu Hóa truyền đời dốc dạ trung thành, nay mà có chuyện đó thì thật là một điều đại tổn thương đến thể diện bản bang. Lão trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tiêu huynh đệ có biết mặt chúng không? Tiểu Lĩnh Vũ nói. Khi Thẩm Mộc Phong triệu tập, tất cả bọn họ đều che mặt nên tài hạ không nhận ra được. Tôn Bất Tả nói. Lão Khiếu Hóa lâu nay không hỏi đến việc trong bang, nhưng vụ này chẳng thể làm ngơ, phải điều tra cho ra gian tế mới được. Tiểu Lĩnh Vũ nhẹ buông tiếng thở dài, muốn nói lại thôi. Chàng biết vụ này quan hệ rất lớn, nếu mình ăn nói hồ đồ lập tức gây nên một cuộc tàn sát giữa nội bộ cái bang. Trước khi có bằng chứng cụ thể trong tay, chàng không dám nói một cách khinh suất. Tôn Bất Tả khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói. Ngày trước Thẩm Mộc Phong đã bị trọng thương, nếu quần hào truy đuổi giáo giết đến tận cùng, tìm ra nơi hắn ẩn náu mà tiêu diệt ngay đi, thì trong võ lâm không đến nỗi gặp phải cuộc hỗn loạn này. Trời ơi, nhổ cỏ không trừ tận gốc rễ nên mới lưu lại mầm họa ngày nay. Cần phải tìm người nào đã truy sát Thẩm Mộc Phong ngày trước mới lo liệu xong vụ này. Tiểu Lĩnh Vũ nói theo. Thẩm Mộc Phong chẳng những võ công tinh thâm khôn lường mà tâm cơ nham hiểm, thủ đoạn cũng tàn ác ít kẻ bì kịp. Lạ ở một chỗ Thẩm Mộc Phong thu dụng được rất nhiều cao thủ để liều mạng cho chúng. Tôn Bất Tả đáp. Hắn làm được những việc người khác không làm được hay không chịu làm. Thêm vào đó tâm địa thâm trầm, võ công ghê gớm, dĩ nhiên hắn thừa đủ thủ đoạn đưa người ta vào trong. Lão ngừng lại một chút rồi hỏi. Hai vị lão nhân gia không thể tới tổng đà cái bang thì huynh đệ định bố trí thế nào đây? Tiểu Lĩnh Vũ đáp. Vãn bối cũng chưa nghĩ được nơi an toàn. Tôn Bất Tả nói. Bất cứ bằng cách nào, huynh đệ cũng phải nghĩ cho được cách thu xếp cho ổn thỏa vụ này mới dành tay để hành động cho võ lâm. Theo nhận xét của Lão Khiếu Hóa thì tình thế võ lâm hiện nay ngoài huynh đệ không còn ai có thể làm được. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài ngắt lời. Lão tiền bối lại quá khoa trương rồi. Tôn Bất Tả cười ha hả nói. Suốt đời Lão Khiếu Hóa chưa từng khoa trương với ai, chỉ vì thảm cảnh võ lâm phải trông cậy vào nơi huynh đệ. Đột nhiên lão hạ thấp giọng xuống rồi nói tiếp. Thẩm Mộc Phong không ra mặt quyết liệt với Tiêu huynh đệ, mà chỉ nhằm bắt hai vị lão nhân ra để uy hiếp Tiêu huynh đệ. Lão Khiếu Hóa xin đem sức lực trong những ngày tàn cuối đời giúp huynh đệ một tay, nhưng huynh đệ cần phải gánh vác lấy việc đời. Tiểu Lĩnh Vũ biết câu nói của Tôn Bất Tả có dụng ý khác, chàng trầm ngâm không đáp. Kim Toán Bản Thương Bát đột nhiên xen vào. Tại hạ biết được một nơi rất thanh tịnh, chắc là tai mắt Thẩm Mộc Phong khó tới đó được. Tôn Bất Tả hỏi. Nơi nào vậy? Thương Bát đáp. Đó là một hải đảo trong miền Nam Hải. Trên đảo có đến mấy trăm nhà chài lưới, phong cảnh tươi đẹp. Nếu để Kim Lan, Ngọc Lan hầu hạ hai vị lão nhân gia ẩn cư trên hòn đảo này thì Thẩm Mộc Phong không biết đường nào mà theo dõi.
Tôn Bất Tả nói: "Không được, hai vị lão nhân gia thiên cư ra hòn đảo này tất nhiên làm rung động toàn thôn. Những thuyền chài lại hành tung vô định, tất có ngày tin đồn vào đến Trung Nguyên." Thường Bát trầm ngâm một lát rồi đáp: "Lão tiền bối nói phải lắm, cần đi một nơi không giấu chân người mới xong." Tôn Bất Tả nói: "Cũng không được, phải kiếm một nơi khiến cho Tiêu huynh đệ vững dạ, không phải băn khoăn lo lắng về vụ này nữa." Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói: "Không ngờ trời đất mênh mông mà tại hạ làm lụy song thân, khiến cho không tìm được một nơi trú ẩn." Thường Bát nói: "Đại ca bất tất phải lo phiền, chúng ta mưu tính dần dần, thế nào cũng có một nơi khiến cho đại ca vững lòng." Trong lúc ba người đang bàn định, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến. Tôn Bất Tả khẽ nói: "Mau ẩn thân vào bụi cỏ." Bỗng thấy hai con tuấn mã, một trước một sau, chạy nhanh tới. Người kỵ mã đi sau lên tiếng: "Chúng ta đã chạy suốt một ngày một đêm mà chẳng thấy tin tức gì, chắc là mình đi trái phương hướng." Người kỵ mã đi trước đáp: "Đường huynh cứ yên lòng, tiểu đệ đã bói được một quẻ rất tốt, nhất định không sai đâu." Thường Bát khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vũ: "Đại ca, phải chăng đây là thanh âm Đông Hải Thần Bốc Tư Mã Cản?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Nghe tiếng thì giống lắm, hãy chờ y tới gần rồi sẽ liệu." Chàng vận mục lực nhìn về phía người kỵ mã thì đúng là Tư Mã Cản. Người đi sau lưng đeo trường cung buộc túi tên, trong túi đầy mũi tên cắm lông điêu. Hắn chính là thần tiễn Trấn Càn Khôn, Đường Nguyên Kỷ. Tiêu Lĩnh Vũ nhảy ra đón Đường hỏi: Tư Mã Huynh kiếm ai vậy?" Tư Mã Cản dừng ngựa nhìn Tiêu Lĩnh Vũ la lên: "À, đây rồi, Tiêu Huynh đấy ư?" Y tung mình xuống ngựa, nắm lấy tay Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Bọn tiểu đệ kiếm Tiêu Huynh muốn chết." Hắn không để Tiêu Lĩnh Vũ kịp trả lời, đã quay lại ngó Đường Nguyên Kỳ hỏi: "Đường Huynh, tài thần bốc của đệ thế nào?" Đường Nguyên Kỳ đáp: "Quả nhiên linh nghiệm phi thường." Y cũng nhảy xuống ngựa, chạy đến trước Tiêu Lĩnh Vũ chắp tay xá dài nói: "Mã tổng thủ lãnh sau khi bị trọng thương có tiến cử Tiêu Huynh." Y nói: "Nếu bọn võ lâm đồng đạo chúng ta muốn qua cơn kiếp nạn bi thảm này thì chỉ có Đường Tôn Tiêu Huynh lên làm minh chủ, chủ trì đại cuộc." Tiêu Lĩnh Vũ vội hỏi: "Thương thế Mã tổng thủ lãnh ra sao?" Đường Nguyên Kỳ đáp: "Tuy y đã bị thương trầm trọng nhưng đã được trưởng môn phái Võ Đường là Vô Vi đạo trưởng dùng thuốc cứu trị, cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng." Tiêu Lĩnh Vũ thở phào một tiếng rồi nói: "Người lành được trời bảo vệ, tiểu đệ mong sao cho y chóng được bình phục." Từ Mã Càn thủng thẳng hỏi: "Trung Châu Nhị Cổ không đi với Tiêu Huynh ư?" Thường Bát Đỗ Cửu đứng lên đáp: "Trung Châu Nhị Cổ đây rồi." Từ Mã Cản cả mừng nói: "Hay lắm, hay lắm. Các vị có vô sự thì tiểu đệ mới có đường phúc đáp với bọn họ." Đỗ Cửu hỏi: "Phúc đáp cái gì?" Từ Mã Cản đáp: "Các vị anh hùng lo đến sự an nguy của hai vị, tiểu đệ quả quyết với họ là hai vị không sao. Nếu hai vị gặp chuyện gì bất thường, tất anh hùng thiên hạ cười Tư Mã Cản này bói toán không linh nghiệm." Đỗ Cửu nói: "Tiểu đệ tuy chưa chết nhưng cũng bị thương trầm trọng." Thường Bát chợt nhớ đến Thần Thâu Hướng Phi, liền hỏi: "Tình hình Lão Thâu Nhi thế nào?" Tư Mã Cản đáp: "Lão Thâu Nhi bị thương nhẹ hơn, hiện giờ đã hành động được như thường." Tôn Bất Tả từ từ đứng dậy hỏi: "Các vị kia hiện giờ ở đâu?" Tôn Bất Tả khi ở Bách Hoa Sơn Trang hiển lộ thần oai, quần hào nghe danh đều đem lòng kính trọng lão. Từ Mã Cản tiến lại chắp tay thi lễ nói: "Té ra lão tiền bối cũng ở đây." Tôn Bất Tả cười hỏi: "Sao, lão khiếu hóa không thể đến đây ư?" Từ Mã Cản mỉm cười đáp: "Tại hạ vào Trung Nguyên đã tưởng thi thố hơn kém với nhân vật võ lâm, ngờ đâu gặp trận đánh ở Bách Hoa Sơn Trang, bao nhiêu hùng tâm tráng trí đều tiêu tan hết, lại sinh lòng ngưỡng mộ Tiêu huynh, vì vậy mà quyết tâm ở lại Trung Nguyên để giúp y một tay." Tôn Bất Tả cười ha hả nói: "Chú này chơi được đây, lão khiêu hóa kết bạn với lão." Từ Mã Cản khẽ giọng một cái rồi nói: "Hiện giờ bọn Vô Vi đạo trưởng và Mã Vân Phi ở một nơi rất kín đáo, vừa để dưỡng thương vừa để chủ liệu kế hoạch đối phó với Thẩm Mộc Phong." Tôn Bất Tả hỏi: "Chỗ đó cách đây bao xa?" Từ Mã Cản đáp: "Chừng hơn 200 dặm Tôn Bất Tả nói: "Ông bạn nên bỏ ngựa đi bộ một lúc cho giãn xương cốt." Từ Mã Cản nói:
Lão tiền bối dạy phải lắm. Y nghiêng mình bảo Đỗ Cửu, mời Đỗ huynh lên ngựa đi cho đỡ mệt. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng. Ban đầu thấy gã này thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, lại có ý tự phụ tài năng xuất chúng, mà sao bây giờ biến thành hòa nhã như vậy. Lại nghe Thương Bát nói, lão nhị lên ngựa đi, vị thần bốc này đã thành tâm nhường ngựa cho, chúng ta chẳng nên khách sáo. Đỗ Cửu tiến lại nói, nếu vậy phiền Tư Mã huynh đi bộ vậy. Tư Mã Cản nói, Đỗ huynh bị thương, tiểu đệ nhường ngựa là phải. Hắn nắm tay Đỗ Cửu đỡ lên ngựa. Thường Bát đưa mắt nhìn Đường Nguyên Kỳ nói, Đường huynh, bọn tiểu đệ còn một vị cô nương bị thương. Đường Nguyên Kỳ vội hỏi, ai vậy, mời lên ngựa đi. Thường Bát quay lại hô, Kim Lan cô nương, thương thế của Ngọc Lan cô nương ra sao, có thể cưỡi ngựa được không? Kim Lan đáp, nhờ Tôn lão tiền bối điều trị và chút chân lực bào cho, thương thế đã bớt nhiều rồi, có thể cưỡi được ngựa.